Xin chào tất cả các bác, chúng ta đã quay trở lại với video giới thiệu sản phẩm của xưởng từ gỗ. Và ngày hôm nay em Linh sẽ đem lên một siêu phẩm mã đáo thành công, hay còn được gọi là bát mã truy phong, được chế tác trên nền chất liệu gỗ chắc đỏ đen làm liền khối. Tác phẩm này có mã là TLV0802, cao là 48, ngang 89 và sâu là 30. Và tác phẩm này hiện tại đang có giá bán bên em là 25.500.000 đồng và bao miễn phí vận chuyển hàng toàn quốc. Và như các bác đã biết thì cầu mã đáo thành công là một trong những cái tác phẩm mà được rất là nhiều người tin dùng, đặc biệt là những gia đình làm kinh doanh thường được trưng bày hoặc là mang đi để biếu tặng trong những dịp tân gia hay là biếu Tết. Và hình ảnh ngựa là một trong những hình ảnh linh vật rất là dễ chơi, đặc biệt là lành tính và ai cũng có thể chơi được. Và ngựa là một con vật vô cùng nhanh nhẹn, thông minh, bền bỉ và được con người thuần hóa nên đã trở nên gần gũi hơn với con người. Và mã đáo thành công như là một câu chúc đến với những anh em làm về kinh doanh nên thường được rất là nhiều người trưng bày ở trong không gian phòng làm việc của mình. Đây là hình ảnh 8 chú ngựa đang phi nước đại, tiến lên rất là mạnh mẽ, rắn giỏi phi đến phía trước cùng một chí hướng để mang tới sự thành công, cũng như là với mong muốn là mang tới cái sự thành công ở trong công việc. Và nếu như các bác chúng ta quan tâm đến tác phẩm bát mã này, các bác chúng ta hãy để lại số điện thoại dưới mỗi video hoặc liên hệ trực tiếp với em Linh qua Zalo hoặc hotline 0346059999. Xem xong video, các bác chúng ta hãy like, ấn đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video giới thiệu sản phẩm mới nhất mà khi em đăng lên. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Cảm ơn các bác rất nhiều.